sức mạnh của không quan tâm. Người xưa có câu miệng kể tai, tự nói tự nghe, ở đời, chí người mười ý, bạn không thể đòi hỏi ai cũng yêu mến mình được. Việc của bạn là không quan tâm và tập trung làm việc mình phải làm. Tuy nhiên, không quan tâm không phải là vô tâm đâu nhé. Đầu tiên, bạn phải rạch rõ một điều thế này, không quan tâm không đồng nghĩa với việc bạn trở nên vô tâm hoặc lạnh lùng, mà nó thể hiện sự lựa chọn tự giữ lại sự quan tâm và tập trung vào những điều quan trọng hơn đối với bạn mà thôi. Khi chúng ta tập trung vào mọi thứ, chúng ta có thể bị phân tâm và mất sự tập trung vào mục tiêu của mình. Bạn cần phải chọn lọc đâu là điều quan trọng với bạn hơn cả. Có một câu chuyện thế này, bạn hãy thử lắng nghe để hiểu về sức mạnh của việc không quan tâm nhé. Một hôm, Đức Phật đang đi bộ ngang qua một ngôi làng. Có một người đàn ông trẻ tuổi thô lỗ nhìn thấy ngài tỏ vẻ giận dữ và sỉ nhục. Ông la lên, ông biết cái gì mà dạy người khác. Ông cũng ngu dốt như mọi người chứ có gì khác đâu, chẳng qua ông chỉ khéo giả dối lừa gạt người ta mà thôi. Đức Phật vẫn thản nhiên trước những lời nhục mạ của gã đàn ông này. Ngài từ tốn hỏi lại ông ta, nếu ông đem tặng một món quà cho người khác, người ta không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Người đàn ông rất ngạc nhiên khi phải trả lời một câu hỏi kỳ lạ. Ông nói, "Tất nhiên nó sẽ thuộc về tôi, vì đó là món quà của tôi." Đức Phật mỉm cười và nói, "Rất đúng đấy, ông bạn ạ, nó cũng giống như việc giận dữ của ông khi nãy." Nếu ông Sân hận nhục mạ tôi, tôi không nhận thì những lời nhục mạ ấy thuộc về ông. Khi ấy, chính ông là người bất hạnh chứ không phải tôi. Tất cả những hành động xấu mà ông gây ra sẽ trở lại làm tổn hại lấy bản thân mình. Sức mạnh của việc không quan tâm là vậy đó. Người ta đối xử không tốt với mình là nghiệp của người ta. Mình đối xử với người ta ra sao là nghiệp của mình. Bạn hãy nhớ kỹ điều này mà tránh rước họa và thân. Sự không quan tâm có thể giúp bạn giữ lại sự kiên nhẫn và tập trung. Khi bạn không bị quấy rối bởi mọi tình huống xung quanh, bạn có thể dễ dàng hơn trong việc đặt mục tiêu và theo đuổi chúng. Điều này đặc biệt hữu ích trong thế giới phức tạp và nhanh chóng hiện nay. Sự không quan tâm cũng có thể là một cách để bảo vệ tâm hồn của bạn. Trong một thế giới nơi thông tin và áp lực có thể tràn ngập, việc lựa chọn không quan tâm đôi khi là cách tốt nhất để giữ cho tâm trí của bạn không bị tràn đổ. Hãy xem xét việc tạo ra một biên giới tinh thần để bảo vệ tâm hồn của bạn khỏi sự ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Sự không quan tâm cũng bao gồm việc học cách chọn lọc thông tin trong thời đại của internet và truyền thông xã hội chúng ta thường bị nhiễu động bởi hàng loạt thông tin và ý kiến việc không quan tâm đôi khi là cách để bạn chọn lọc những thông tin quan trọng và hữu ích và từ chối tiếp thu những thông tin không cần thiết sự không quan tâm có thể giúp bạn tự phát huy sức mạnh cá nhân nó là cách để bạn tập trung vào việc phát triển kỹ năng đạt được mục tiêu cá nhân và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình sự không quan tâm không phải là sự lạnh lùng mà là sự chọn lựa đặt sự tập trung vào những điều quan trọng nhất trong cuộc sống đầy áp lực và nhanh chóng của ngày nay, sự không quan tâm có thể là một phương pháp để bạn tìm lại sự bình tĩnh và sức mạnh cá nhân. Hãy biết cân nhắc và lựa chọn thông minh khi quyết định nơi đặt sự quan tâm của bạn và để sự không quan tâm giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn và thúc đẩy cuộc sống của mình điều hướng tích cực. Hãy mạnh mẽ mà mặc kệ người ta nói, sống cho mình trước bạn nhé. Và đừng quên theo dõi Nguyễn Văn Huân Official để lắng nghe những chia sẻ thú vị của tôi trong tương lai, bạn nhé.